Đúng rồi đó. Ê, cá bự, cá bự, cá bự. Mắc rồi, mở liền, ra mở liền, mất tiêu rồi kìa. Trời ơi, ông kêu làm sao làm gì để ông giận sao ông nội? Chính rồi kìa. Trời ơi trời, nghĩ sao hai cây sậy đó đụng mẹ, nó nói hồi năm trước rồi đó, năm sau còn đó, cái hai cây sậy đó, hai cây người ta đó đâu rồi? Rồi để chú cha anh giải quyết coi. Quá bự rồi. Đó, con cá gì bự đó. Mình nó hết luôn gì không cậu? Nước vô nó rồi đó. Vô rốc bình. Vô hao quá hao rồi. Bình nó mà vô nước hả? Vô. Trời trời, trời trời. Quá hao rồi. Bình nó dễ gì mà tại mình cứ để tụi nó tại mình tại cái vô. Ủa, phi hai con luôn cái gì? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Này nè. Mày đi cho cái ừ. Hai con lận trước mặt con nữa đó. Ừ. Hai con nữa. Rồi chưa? Con gà lấy chưa? Con gà lấy hai kẹp giò ông cây. Nó có một con nữa đó. Bóng tượng nè. Mẹ nó ngủ được. Đợi nó nước chưa? Ai ông Tâm kêu kìa. Còn cái rô bự. Ai kêu anh ngu chi anh không về trời hết là ra chồng hai. Đúng rồi đó. Dầm mưa đợi hả? Đúng rồi đó. Thiệt thì không được. Đó là mưa, đang mưa rồi, thiệt có mưa rồi. Ướt cái trơn mấy giờ rồi được mưa làm gì nữa? Rồi trường nó khô hả? Mưa có thiệt được không? Còn mưa nước hoài gì nè. Không thiệt. Nó mưa tới chiều, không còn tới chiều luôn á. Trời đủ, đang mưa thiệt luôn rồi gì trời. Thiệt có cháy tùm lum dân á. Báo người ta thêm nữa. Nó chịu không thuốc quá, mưa ầm ầm. Đúng rồi, hiếm cá giò lại nữa nha. Báo bơi gì làm gì làm, ngày mai sáng ngồi đem cái thiệt lên thì dưới mới xịt thuốc xịt men gì nha. Ôi, có rồi. Làm em ta đi thiệt anh ta. Có rồi. Chó thì chơi. Bệnh viện mưa vậy rồi đâu ha chi
tôi ra tôi cũng về hồi chưa mưa lên bộ. Chưa cho hồi chưa mưa lại. Không ạ. Nghỉ 5 năm mà. Dạ thương không? Chưa? Thế nào? Rồi, ok. Bắt đây coi, bắt đây coi. Nếu đâu có từ từ nữa. Đó. Sáng giờ thôi tôi đặt 15 lưới rồi không? Cá không? Quá thế, cá rồi, quá rồi. Còn kia đây, còn kia đây. Quá đường ngoài. Thế sao? Đủ nó thiệt rồi đi bớt chăm ta. Chăm thấy được. Tôi về chăn, tôi về việc lấy giờ mà không có đứng xuống mà không có trả. Thằng nhà ơi, đánh nó sẽ còn lấy giá chứ không có hào nãy. Má một dẹp như chơi kìa. Má chinh cơ rồi, thôi cá đi chụm ra luôn. Đúng rồi, thôi đã quạt gió kêu ông cậu ông quạt gió kêu xuống mò đi. Chú gì đó. Xiết lên cho anh ơi. Cái nào? Gì chạy hả? Trời ơi. Mất dồn nè. Vô coi thắt lát rồi hả? Lộn mèo lên đó mà. Không có ra ngủ không? Ờ, ngay dây mát con quá trời bự luôn, mới vậy đó. Về, đang đi liền luôn đó. Về bắt tải nó banh con nghe rõ ràng mà nó đi liền. Đâu có coi, không có coi cho mày. Đâu bông sáo coi. Ê, ok. Lộn ra mày đây luôn mà. Ừ, không có gây xin đá chưa? Chưa. Ơi, cá quỷ quỷ. Tay bên nhà đá coi không? Không, đá không gì cái máy đá vậy đó. Hả? Tay bên nhà đá gì cái máy, thần hồi gì đó. Không về, ta đá thằng nhà không đâu có ăn đó. Bỏ lấy mẹ. Nó bỏ lấy, tao dễ vậy. Không chăm hả? Nó kêu mẹ về đâu thấy. Mẹ ơi, mà cái lá chuối đó uống rượu bên nhau thấm quay cái máy hai hai lá chuối nó cháy rồi đó kìa nguyên cái bít kìa chà dưới nước chà anh kìa làm gì để chà nước về thằng kia cái bít kìa tám ơi vô ê cá bự cá bự cá bự cá bự quá bự kìa cái vô cái vô khủng đó. Trời ơi. Chị gái quẩn dưới chứ. Con tỉnh lại mới được cậu ơi. Con đi hết việc mày lại. Dạ anh em ơi. Hãy dẫn chị khui ra trời. Khui khui ra. Khui khui gì đó. Lâm tới khui lại chữ nữa rồi đó. Con nghe khui thì anh kêu đắp lại. Bây giờ tới anh kêu tôi đắp lại giờ tôi khui vậy. Anh kêu tôi không khui. Càng quá rượu không khui. Khui rượu lại giờ tôi thấy sao. Đó. Sắc lát hay gì á? Hai ba con luôn chú chanh ra đằng trước rồi. Ủa phi bự à. Ừ. Chuyển chuyển cá luôn không? Trời ơi, mà thôi rớt con cá luôn đầu ra rồi. Qua đây nè. Qua đây con ông đi. Cho bị chanh nó đầm ông đừng ăn nghỉ. Đấy, không, cái này mình chuyển vô một cái đi. Ủa cái đường trong đây chưa xịt à? Điện đó xịt chưa? Chưa. Ở điện đó mới có cá bự đó. Lên qua cho. Cá nó phải lên trên này phải không? Đó.
Lấy cái rưỡi ngàn.